Rất nhiều anh em hỏi mình là mua iPhone với giá này hay là giá này có rẻ không, có đắt không, hay là có hợp lý hay không. Nhưng mà anh em chưa hiểu là anh em chỉ đưa ra mỗi cái con số, mỗi cái giá ấy, thì bố ai mà biết được rẻ hay đắt ấy, nó còn phụ thuộc trên rất là nhiều yếu tố. Không chỉ bán máy ra là xong và lấy tiền của anh em là xong đâu. Trước tiên ấy là mình nói về con máy nhá. Thì cái yếu tố đơn giản nhất ấy để quyết định về giá đấy là ngoại hình. Ngoại hình càng đẹp ấy thì giá càng đắt. Đơn giản anh em hiểu ấy là ngoại hình càng đẹp ấy thì dùng càng gìn giữ và cẩn thận. Tiếp theo đó là phải xem mọi chức năng của con máy đấy có hoạt động ổn định hay không, full chức năng hay không. Và đó chỉ là mấy những thứ cơ bản thôi nhá. Còn cái quyết định của một con máy ấy là con đấy có zin nguyên bản hay không, hay là đã sửa chữa gì rồi. Có dám cam kết là không zin tặng máy hay không. Và nếu cam kết rồi ấy, có dám cho mở ra kiểm tra hay không. Có dám cho mang sang bên khác để mở ra kiểm tra, và nếu không zin thì bắt đền không. Đấy là mình đang nói về con máy thôi nhá. Còn cái đáng giá nhất ấy, nó phải nằm ở chính sách bảo hành như thế nào này, hậu mãi về sau ra sao này. Đấy mới là những thứ quan trọng để quyết định giá của một con máy nhá. Cái ông mà mua ở một bên bảo hành 15 ngày ấy thì không thể nào mà so sánh với cái ông mà mua một bên bảo hành 6 tháng được. Còn cái ông 6 tháng ấy thì không thể nào mà so sánh với cái ông 12 tháng được. Còn nếu ấy mà ông mua bảo hành 1 năm mà ông lại còn muốn mua rẻ hơn cái ông bảo hành 6 tháng với cả 3 tháng ấy, không có đâu ạ. Còn bán ra một con máy ấy, nó đơn giản lắm anh em ạ. Những cái chính sách kèm theo hậu mãi về sau ấy, đấy mới là thứ nặng lòng.